Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hội Phát Hiên. Hôm nay trở lại với list account bán, mình sẽ lên sàn cho mọi người một boss thiên sơn của server huyền tố. Account tiêu lạc du nha mọi người. Account này sở hữu lượng xanh là 18k xanh. Điểm trang bị là 1.131k trang bị. Gần 2.7 máu, 200k chính xác, điểm hội công chí mạng và kháng chí mạng của thiên sơn thì rất là cao rồi. Băng công là 29k3. Hỏa công là 569, huyền công là 1004, độc công là 512. Xuyên thích của mình là 10k2, giảm xuyên thích là 4k5. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau soi những cái món trang bị ở trên người nha. Một chiếc trùng lâu ngọc, một chiếc chân trùng lâu ngọc, tân kinh tâm, trùng lâu giới, account này là full 78 nha mọi người. Trùng lâu kiên, hừng khí 8 sao, trùng lâu liên. Vậy là account này có trùng lâu liên, trùng lâu kiên, trùng lâu giới và chân ngọc, 5 trùng. Chân ngọc thì mình có hiệu ứng là tê liệt 20 giây, còn trùng lâu ngọc của mình là 10 giây nha mọi người. Nhưng mà cái chân ngọc thì nó sẽ nổ rất là nhiều luôn. Ấm khí 8 sao, toàn mỹ 1177, long văn 9 sao, lệnh bài 2 dòng giới hạn, sinh lực 10k1, một dòng bỏ qua kháng băng 40 điểm. Chiêu bị động là tứ tượng quy nhất băng. Võ hồn toàn mỹ 880 điểm. Hiệp ứng của mình cấp 100. Chân nguyên của mình là full chân nguyên vàng 9 băng. Bên thể cũng full luôn. Bài này rất là đã. Thần đỉnh là bên thể lực full tầng 8, bên thuộc tính cũng như vậy luôn, rất là ok luôn. Bảo giám của mình cấp 45. Võ ý cấp 85. Mà mình có thể nâng thêm nè. Đó, khi mình luyện lên được một cấp thì nó sẽ có điểm cho mọi người nâng. Thần khí là khí linh 17. Thú cưỡi là có cánh hồng, thú cưỡi cá, thú cưỡi hơi gấu hùng và một con chích túc mã. Về bét thì chúng ta có một con bét củ lê phụ thể và những con bét phụ phụ. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi coi tủ thời trang, tủ gương đồ và sau đó mình sẽ đi test đa mạc cao thiên sơn nha. Thiên sơn là phái thuần ngoại, cũng là thuần thuộc tính luôn, nên là đam của nó rất là to nha, đam F1 ấy. Server huyền tố thì rất là đông vui rồi, lúc nào thì 4x cũng có, 8x cũng có, 11x cũng có. Nếu mọi người đi những cái server khác, mọi người thấy ở Lạc Dương thì rất là ít bán đồ, thì server huyền tố bán rất là nhiều nha mọi người. Như đây nè, mấy bạn chơi 4x thì mình chơi vui, 200-300k trang bị nè, chơi những cái trùng mini như vậy nè. Đó, 4x có, 8x có, đấy, rất là nhiều bạn 4x luôn. 8x nè. Đó, đây cũng là một bạn 4x nữa nè. Đấy, 4x mấy bạn đó chơi vui thôi, chỉ có tầm 1-200k trang bị, 300k. Đây là boss thiên long 8x của server này nè. Bữa nào đó mình sẽ làm video clip về account này cho mọi người coi nha. Rồi bây giờ mình coi tủ đồ nha. Đó, 8x nữa nè. Server này là rất nhiều boss 8x có trùng lâu đới luôn. Có thể kể đến như là Minh Tân nè, Thiên Long nè, Gạo Gạo nè, boss Nga Mi nè. Có một ạc Tô Thảo, Tô Thảo Mi tinh túc 1 triệu trang bị nữa. Rồi có boss Quỷ Cốc một muối nữa.
quần áo thì rất là nhiều luôn. Đấy, quần full luôn. Quần full 40 bộ á. Và game bây giờ là có chuyển giới đen, chuyển tính đen nha mọi người. Nên mọi người có thể đổi thành nhân vật nam hoặc nhân vật nữ đều thích đây. Trong đây để sẵn nè. Nếu mà bạn mua hạt cao này muốn đổi thành nam thì mình dùng, không muốn đổi thì mình để nhân vật nữ. Ở trong gương thì mình có rất là nhiều loa luôn. Loa thì mình có thể dùng được nhiều mục đích, nhưng mà mục đích nhiều nhất là để giao bán đồ. Còn mục đích phụ thì các bạn đã đem đi chửi nhau. Đó, Vân Tô Mộng Thù này, vậy là đủ 40 bộ luôn á. Trong gương mình còn rất là nhiều đồ luôn. Thể lực 7 nè, giảm kháng 7 nè, thương pháp 7 nè, né tránh 6 rồi, tệ lê hột me luôn. Và mình sắp đổi được 3 lá nữa nha mọi người, thêm một đợt báo danh nữa là mình sẽ được thêm 3 lá tâm thảo nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái áo này thôi, đẹp không? Vân Tô Mộng Thường thì thường thường là nó đẹp phải không? Nó đẹp hơn những cái đồ kia. Đó, khi mà mình bỏ cái này vô đây thì nó sẽ thành 40 bộ luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình đi tép đam nha. Hiện tại không phải là giờ on đông nhất của server Huyền Tố. Bây giờ hiện tại là 1 giờ trưa, 1 giờ mấy á. Chứ buổi tối thì nó còn đông nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi tết đam nha. Mình sẽ đi test đam vào account Ngami này. Ngami cùng tên. Đây. Có gia đình 3 mình có gia đình 3 ẹt, một thiên sơn, một tiêu dao, một Ngami. Một hồi cho lên sàn hết luôn nha mọi người. Đổi tên giống nhau cho dễ bán thôi. Mình sẽ test đam vô một account Ngami 900k trang bị nha. Và ạc Ngami này cũng xanh ngang luôn, cũng 18k xanh luôn. Ạc này cũng 18k, hai ạc ngang xanh. Rồi tiếp đam F1 nè. Rít rất là nhiều nha mọi người. Đam F1 của mình là tầm 8x. Đấy, 7-8x. Chưa có thủ nha mọi người, nếu mà có thủ thì đam sẽ to hơn. Tại vì thiên sơn là đam rất là to rồi. Đấy, đánh rít rất là nhiều luôn. Và chuồng cũng rất là nhạy thấy không. Dính liên tục, dính thêm một cái chân ngọc nữa rồi. Chân ngọc thì nó đến 20 giây rồi. Đây, để mình đợi một hồi mình sẽ tung combo cho mọi người coi nha. Đợi hồi nấu đã. Đây, hồi nấu đó mình sẽ tung một combo y hoa cho mọi người coi. Ạc cao mình đang đánh là ạc cao 3,5 triệu máu nha mọi người. Đây, tung combo cho mọi người coi nhé. Cái hông cần khóa luôn, cái chân ngọc rất là nhạy. Cái nào có chữ chân thì nó sẽ rất là dễ nổ luôn. Đó, 3,5 triệu máu mà một cái di hoa nổ muốn chết luôn rồi đó. Đấy, chưa hết di hoa nữa. Đã chết rồi. Nhưng mà phái thiên sơn thì mấy bạn chơi phải có kỹ năng một tí xíu. Tại vì nó hơi khó chơi hơn những cái phái khác á. Nhưng mình là mình không có thích chơi phái này chưa. Phái này mình chỉ dùng để mình đi dịch thôi, chứ kêu mình chơi thì cũng được, nhưng mà phải luyện thời gian khá là lâu đó. Ngày cao nãy mình đánh đây nè mọi người, 3,2 triệu là chưa boost nha, boost lên là lên 3,5 triệu á. Ok, nếu mà mọi người muốn sở hữu ngày cao này thì mọi người có thể liên hệ với fanpage hội Phát Khuyên, hoặc là để lại comment phía dưới, cũng như là có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở phần miêu tả nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại mọi người trong video clip kế tiếp của hội Phát Khiên. Nhớ like, share, ủng hộ nha. Bye bye mọi người.